Ha ha ha!
sư phụ đừng sợ, Bồ Tát không có nói với người, lão tâm đây sẽ bảo vệ người đi Tây Thiên để tỉnh kinh sao? Nói sư phụ, người chính là Đông Thổ Đại Đường đi Tây Thiên lấy kinh có đúng không? Nói là Bồ Tát, nhưng là người ở phương nào? Thấy lão công thắc mắc vậy thôi, nhưng nhiều phép thuật lắm đó. Nếu như người có phép thuật như vậy, sao lại bị người khác trấn áp ở chỗ này vậy? Thế sư phụ, năm xưa lão tôn đại náo thiên cung, sau đó Như Lai Phật tổ ra mặt lừa lão tôn rồi nhốt ở chỗ này luôn, ngày đêm ta lo canh chừng, giờ sư phụ đến đây cứu ta thoát thần, ta nguyện sẽ bảo vệ sư phụ, nguyện bảo vệ sư phụ đi Tây Thiên là một đồ đệ của người. Người bị quả núi đè, ta lại không có truyền lục, làm sao có thể cứu người ra được? Sư phụ, không cần điều lục, không cần điều lục gì đâu, người nhìn lên đỉnh núi đi, Phật tổ có dán bản chữ vàng ở trên đó, chỉ cần sư phụ có thể leo lên lỡ cái bản chữ đó ra thì lão tôn ta có thể thoát ra ngoài được rồi. Lão tôn ta phải ra ngoài rồi đây.